mọi nhà, chúc Tết mọi nhà. Rộn ràng trăm lối mai vàng đua nở khắp muôn nơi. Mùa xuân đến bên em đó, mùa xuân đến bên em rồi. Trao nhau lương duyên để cánh hoa xuân thêm hồng. Cuộc đời ai biết ai ngờ đâu đó mối tình đầu. Thắm mối tình đầu. Dù lòng chưa nói nên mùa xuân ngọt quá đôi môi. Ngọt quá đôi môi. Dù anh nói thương em quá, dù anh nói yêu em hoài. Mong cho đôi ta đẹp mối duyên tình đầu năm. Đón xuân mới hân hoan mọi nơi, đón xuân mới quê hương đẹp hơn. Có lá hoa, có tiếng ca rộn ràng. Chúc năm mới quê ta giàu hơn, chúc năm mới tương lai rạng ngời. Cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. Đón xuân mới hân hoan mọi nơi, đón xuân mới quê hương đẹp hơn. Có lá hoa, có tiếng ca rộn ràng. Chúc năm mới quê ta giàu hơn, chúc năm mới tương lai rạng ngời. Cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. Thưa toàn thể đại chúng, kính thưa các vị và gia đình làm lễ hành thuận, thì thật sự thầy cũng xin lỗi các vị là gia đình có yêu cầu. Như thầy nói thôi, với cái số lượng chúng ta đông 10 người thì thôi, để trình lên thầy làm một lễ gọn. Thầy chúc phúc và thầy chú nguyện dặn cưới và ít lời dặn dò cho cô dâu chú rể trong ngày trọng đại này. Đó là lời thầy có nói trước để thơm. Thì hôm nay cũng là một cái duyên lành của các vị, tình cờ là hôm nay Hòa Thượng Viện trưởng Viện chúng ta Yoga xuống đây thăm thầy, thăm chùa và cũng có ít lời dặn dò cho đại chúng. Thì sẵn dịp đó thì thôi, thầy có các vị thì danh sự tụng sự, thì thầy cũng muốn các vị ngồi lắng nghe trong ít phút, để sau khi điểm Hòa Thượng về rồi thầy sẽ đích thân để làm cái lễ cho các vị trong cái buổi hôm nay. Cái sự dặn dò của đại chúng là cái việc tu tập thôi, cái này cơ bản nhất là việc của nội bộ, nhưng mà các vị lắng nghe được thì càng tốt. Tại vì hôm nay á, là Hòa Thượng là một trong những người mà gọi là đó là đạo cao nhất trọng, là những người có sự tu tập chuyên về mật tông, sẽ có một cái năng lượng rất tốt cho cô dâu chú rể trong ngày hôm nay là thứ nhất. Và thầy cũng muốn là một lát nữa sẵn có sư ông đây thì không làm lễ trực tiếp trên chánh điện, thì chúng ta sẽ lấy cái nhẫn cưới của hai con á lên để nhờ sư ông đây chú miệng ở tại vị trí này luôn. Có chuẩn bị đây chưa? Dạ có. Càng tốt để thỉnh sư ông chú miệng. Thật ra là sao là người gọi là giám đốc của công ty Hoa Lan và Sông Ngọc Linh tại Đà Lạt. Bởi vì thật ra phải nói Sông Ngọc Linh là một cái sông quý hiếm của Việt Nam, mà cả các nhà khoa học của Việt Nam 30 năm chưa có thể làm ra được thành viên thuốc nano hay là những viên nén như bây giờ. Mình phải mất cái bao quan trọng mình gặp nhau. Thầy nhìn hai người này, thầy có cái cảm giác nhớ những điều này thì các con sẽ thành công. Đức Phật nói nếu chúng ta không có cái tâm ban đầu chỉ còn xương chỉ thân, mà giữ được cái tâm ban đầu có thành công được nhiều lắm. Đây cái đây 45 năm sau đó, đọc cái tài liệu này mà sao giữ cái tâm ban đầu đó. Xong lên bán lá củ chợ Sài Gòn 19 năm, hôm nay cũng 19 năm đây. Củ ngoài chợ Sài Gòn bán lá cho các con hiểu. Rồi đi lên ở núi Ngọc Linh tìm thì sao Ngọc Linh bước xỉu 3 lần 10 năm sau mới làm được như nước nét nhà nano. Bởi vậy tình yêu muôn kiếp chưa phải là thật, bạc tiền là cái phương tiện qua sắc thôi. Hai con về đừng vì hai cái đó mà mình bỏ cuộc giữa đường. Thầy có đôi lời khuyên cặp vợ chồng này, con nay là cái duyên. Thầy có gia đình, có con, có 32 tuổi thầy đi tu,
cô bạn này cũng đi luôn tiếp. Mới giờ đến đây nè, cô nhỏ tự nghĩ về cái điểm, con mới vừa đến được ngày qua nghĩ gì? Thầy ơi, thầy mới đến rồi cho con ghé thăm khách sạn, ghé thăm thầy. Đây. Đừng có cái năm ban đầu. Nếu mà học kiểu đủ 19 năm ở ngoài chợ Sài Gòn để bán lan thì làm sao có sự kiện này? Hiện bây giờ 45 kỹ sư đang sống dưới này, đang học tu và là khoa học. Thầy hướng bộ khoa học cấp ngay cái bản sáng chế độc quyền. Đầu tiên cái sáng chế của Việt Nam là điện như gì muốn mà là bản khoa học. Bây giờ 1 kg lô lên trên 100 triệu là nhiều lắm, là 6 hộp với 7 hộp thôi. Thì đều ở đâu mọi người dân chỉ có dùng khoa học cái sinh khối ra. 1 kg có làm được 200 hộp. Người dân mới làm được, mới uống được. Đó. Vì chỗ đó mà thầy được bộ khoa học công nghệ công nhận, cấp cho thầy một vị nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Hôm nay nói với các vị, không mất tâm ở đầu, kỳ rồi Phật giáo Việt Nam kêu cho mới trở lại giáo hội, phong cho tâm là khó ba. Có được ba Phật giáo quốc tế đối ngoại nghiên cứu khoa học và công nghệ đó. Lần đầu tiên Phật giáo Việt Nam công nhận khoa học là của con người, là của trí tuệ. Hôm nay thầy là người học lớp 3 tuổi là 9 tuổi và cũng mất 12 tuổi cũng mất. Mà kỷ lục gia thế giới cấp cái bằng tiến sĩ danh dự vì khoa học. Có người làm khoa học công nghệ trên thế giới. Hôm nay thì khuyên các vị, dù có khổ cái mấy, gian khổ cái mấy, không mất cái tâm bắt đầu mới thành công được gì lớn. Hôm nay thì chúng đây thì là chiều những thì chiều thứ ba thì ba giờ thì mới xuống cái bài đi thẳng tới đây, các nước 12 giờ thì họp, xong ngày mai thì về tổ đình làm việc. Thầy với thầy để là một bức thư, con làm sao tu để hiểu được thành trí, trí đây là trí tuệ. Thầy đã hoàn tất chương trình tình lên ngài đến nhập niết bàn rồi, tình lên cho ngài biết. Đó, hôm nay thì đây có một cái như vậy. Hai bạn học lớp 3 được làm thầy phải làm khoa học được. Tại sao thế giới có cái bằng tiến sĩ danh dự, cấp một cái bằng giảng sư danh dự toàn cầu để chứng minh cho mình không mất cái tâm ban đầu? Thầy sẽ học, thầy không có nghi thức, thầy không có cái vấn đề lễ lễ, không có đối đãi mới bằng sự chân thành. Thầy là người tu Phật giáo hơn 45 năm. Thầy ở dưới hang, ở dưới núi Cấm 3 năm, ở dưới hang. Hôm nay thầy nói cho các con hiểu, chúng ta cũng sẽ phải suy nghĩ lại lộ trình mình có mặt trần gian để làm gì. Không để làm sáng mình cũng dậy rồi mình ăn, rồi mình lây quay, rồi trưa mình ăn, rồi mình lây quay, chiều mình ăn, tối ngủ chờ, chờ đến ngày sau. Làm cái gì được? Ít nước lợi dân, ít của cộng đồng mới có giá trị của cuộc sống này. Tại sao thì làm được cái sống của mà nhà khoa học làm được? Đó là từ trên bài mình có cảm nhận là người biết dù cho thăng trầm hay dù cho cái gian khổ hay cũng không bỏ cái tâm bữa nay. Cái hôn thú là gì? Cái cổ chúng ta lại, cái đó là cái hình tướng bên ngoài, còn cái tâm chúng ta là tâm chúng ta là giờ bây giờ thầy nói đó. Còn cái hôn thú là nó khổ từ bên ngoài thôi, nhưng mà còn cái tâm mình chúng ta không đó, không mất cái tâm hoàn toàn. Rồi bước tiếp, bây giờ thầy nói luôn ha, các thầy các con có mặt
đi đi tu để làm gì? Tu để làm gì? Chứ Cao Ni là thầy trưởng tam, nghề giao thiệp thì hóa sống còn, hai lần giao làm vua mà ngày từ bỏ. Năm năm tù phạt 6 năm khổ hạnh phải 3 tháng như Phật tử 49 năm để luyện cái hy sinh, luyện cái nhẫn nhục, luyện cái siêng năng, sống bằng chân thật thì tình thương mới thành công được. Đây sau là người thành Phật đây để cho các con biết sau viết một cái cuốn này hành trình nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn của một nhà sư. Hành trình này một cái lộ trình làm ra cái nhân sống của nước nhà nào đầu tiên thứ nhất sống được làm việc trưởng nhiều nghiên cứu ứng dụng của ta đi ra. Tại sao bộ học kiến thức là viện trưởng? Thứ hai khóa trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Giáo Việt Nam đặt tắt đối ngoại nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ gọi là Phật giáo. Cái thứ ba là thành viên của Hội đồng Giáo dục Việt Nam để làm một cái khoa thực hành về thực chứng của Đại học Kỷ lục Thế giới tại Đà Lạt. Cái thứ tư sau là Master và đạo sư yoga quốc tế. Cái thứ năm là giảng sư ban hoàng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận xong là giảng sư trung ương, nhưng mà cái bằng không được quyền quan hàm khắp mọi nơi. Cái nữa là tác giả 43 luận giảng chương lý đại thừa giáo, xong là người luận giảng 43 chương lý đại thừa của Phật giáo, xong từng học lớp 3 được làm tu mà dạy đại học sống sớm 3 năm hoàn thành 2 năm. Nữa là được tiến sĩ danh dự đại học kỷ lục thế giới cấp, giảng sư danh dự viện đào tạo kỷ lục gia toàn cầu. Đó là về mặt chân lý, còn cái vấn đề doanh nghiệp doanh nhân vàng đất tuyệt năm 2018 chủ tịch hội đồng nghị sự hội đồng quản trị công ty sông Vinh Việt Nam giám đốc công ty Hoa Lan Quang hai bàn tay trắng không nhận một cũng dường. Các con thấy cái cuộc đời của một kiếp người sống với cái giá trị đó sao không có lệ thuộc ai? 80 tuổi được cân là không làm gì em không lệ thuộc ai, muốn tự do là phải tự lo, muốn giải thoát là mình phải tự lo, không lệ thuộc. Phước tiến vô thì vô làm cái đồng thuận cho thằng Hoàng, cái này thì em có học cái môn này hẹn qua học nên thầy có bảo sẵn nghiệp đây là thầy nói cái môn này không giáo không có thầy xác nhận thì đây là 43 bộ kinh đại thừa không có nên thầy không có làm hôm qua mà học đó thầy làm thầy sai cái tâm của thầy mình không biết mà mình làm thầy sai. Đó. Thầy dụng 43 bộ kinh lục giảng không có cái đồng thuận. Hôm nay thầy nói cho các vị thấy cuộc đời một kiếp người có mặt trần gian này rồi chết được đi về đâu. Đáng lý ra hôm nay thầy chia sẻ cho các con cái tài liệu sống về chết của Đức Phật Giết Đức Phật dùng để bác biết bà giết được sống về chết. Chết trong lúc nào mà sống có thể nào. Ngài mới nói hai câu: nhìn cuộc sống hiện tại đó được quá khứ, nhìn việc làm hiện tại đó được tương lai. Cái hiện tại làm thế nào biết tương lai mình sẽ đi đâu. Chính bản thân của sau khi 80 tuổi biết tương lai mình sẽ về đâu, sẽ biết về đâu.
bởi vì mình muốn mình tự lo cuộc sống 40 năm kỹ sư đại học khoa học rồi đó. Một ngày tu học hết 4 tiếng rưỡi là còn, nó làm 9 tiếng là 12 tiếng, nó lại lương nó gỡ về cho báo hiếu cha mẹ, nó làm khoa học là lãnh lương báo hiếu cha mẹ là nhất thừa, làm khoa học là thinh văn thừa, thiên thừa, tập yoga điều thất là thinh văn thừa, học chân lý Phật giáo của sông dạy là vô tác thừa, ra 4 cái yoga nhảy lại là vô tác hạnh. Đây tôi đến giờ tôi mới giải thích, tôi kiểm tra thấy cư sĩ đó, cái tâm không có phân biệt cư sĩ hay tu sĩ, phân biệt cái tâm thôi. Bởi vậy sơn dạy cho nó sống năm cái tâm, cái tâm hy sinh, cái tâm dựng dục, cái tâm siêng năng, sống bằng chân thật và tình thương, thế thôi. Không có tụng kinh không bỏ bỏ nó ngồi kiều quán của già 2 tiếng đồng hồ, thằng ta mang nó lên ngồi 2 tiếng rưỡi một tuần lễ nữa 10 ngày rồi nó kiếm nửa tiếng nữa một thời, nó đang học kinh Quan Nghiêm rồi học kinh Vũ Lăng Nghiêm. Đây sông đài nó thấy của ở Dương Lan là muốn chung đi đó, nó chấp nhận được, nó vượt qua cái thử thách của sông sông cao quá. Đức Phật cũng vậy, biết bao nhiêu thử thách cái con đường 49 năm 6 năm khổ hạnh, đó là hôm nay chia sẻ để cho các con thấy một cuộc đời của một kiếp của người tu phải làm sao học lớp 3 Dương Lan là làm sao. Nhưng mà giờ thiền định chú già nó không có trí tuệ mới đạt được. Phật giáo Việt Nam có ai biết được 43 bộ kinh không? Có ai được giảng cái này không? Có, bây giờ thời gian từ năm 99 tới 2000 Tâm Anh nó ngồi nó nghe một ngày nó nghe 6 tiếng rồi, hết bộ kinh này là bộ kinh khác, hết bộ kinh này là bộ kinh khác. Có các con thấy không cần học viện dạy cái gì, và 2 năm lê mình hát thầy dạy chung với lê mình hát này, thầy dạy xuất sơ 3 năm năm lớp đại học này không có. Còn cái này chúng ta mang đi dạy rất rõ, học rất rõ, học Kim Quang Nghiêm rất rõ, rồi học Thủ Lăng Nghiêm. Thầy sau thuyết con bây giờ nó ra nhập mất 108 ngày, một ngày nó phải ít nhất cũng phải là ngồi 19 tiếng, ngủ 5 tiếng còn ăn uống, bây giờ nó 17 tiếng. Đó. Hôm nay hôm kia thì thấy các con sĩ phải xem lại cuộc đời mình, nó đâu có lấy tiền lương, nó làm nhà máy, nó chiếc cao lắm, nó chế thuốc là dẫn nhiên camera xong thấy sai không sửa, nó làm khoa học, nó là thằng vô do cái tâm. 1-2 giờ thì thắp tôi làm thế ở nhà máy, tôi bước qua nhà máy tôi không ngồi yên tĩnh, mình lắng nghe máy này, cái tâm nó như vậy, xong thấy được cho nó nhập thân. Đó là xong chia sẻ với các con, chia sẻ với 2 người chồng, phải biết cái tâm bao giờ học để mất, thôi được ưu tiên.
hồng. Đại chúng có ai muốn thưa hỏi gì không? Cái nào đang hỏi gì không? Đại thầy mời đại chúng mình sắp xếp cho cái là trên hậu trường và trên cái điện á. Rồi sau đó đại thầy ra. Yeah.
Và mời các vị thầy về hội trường, thầy sẽ nói chuyện.
đây là việc ngoài ý muốn. Nhưng mà tôi cũng suy nghĩ một điều, tôi sẽ cố gắng làm một điều gì tốt nhất trong cái thời gian mà có thể có cơ hội để chia sẻ với các vị. Khi mà các vị có mặt ở nơi đây, tôi nhìn những gương mặt kể có tham dự thì phần lớn một số những vị Phật tử thân quen đã đi chùa ở đây thường xuyên. Có thể tôi không biết các vị, nhưng mà có một số vị chắc cũng biết tôi và cái tinh nguyện vọng của các vị để mà gọi là làm lễ hành thuận ở đại chùa là một cái dấu hiệu rất là tốt. Nhưng vì tôi nghe văn phòng báo cáo lại nó có 90 người tham dự thì tôi nói thôi để làm lễ chứng nguyện gió còn thôi. Nếu mà sự thật rằng với cái số lượng như thế này ta cũng thể làm được một cuộc lễ, nhưng mà vì không dự trù trước vì vậy không thể sắp xếp cho các vị tại hội trường ở đại chánh điện. Cho nên đây là điều tôi xin lỗi với gia đình của đôi bên cũng như cô dâu chú rể có mặt hôm nay. Các vị đã chọn cho mình một cái tiệm mà để là làm lễ cưới hay là lễ hành thuận tại trong chùa là đây là một ý niệm tốt. Các vị đã vượt qua rất là nhiều rào cản của thói quen, của xã hội, của những dư luận, của những cái sự tác động đôi chiều. Bởi vì các vị đã tự khẳng định được mục đích vì sao các vị tổ chức lễ hành thuận tại chùa. Nhất là cha mẹ của đôi bên vì sao lại muốn con mình làm cái lễ hôn lễ ở chùa. Có thể chúng ta sau này chúng ta đãi ở nhà hàng, khách sạn, những cái nơi gì đó để mà đãi tiền cho mọi người một cách hoành tráng. Nhưng các vị cũng muốn làm cái lễ gì đó còn cho con các vị ở tại chùa. Đây là các vị cũng đã ý thức được vì sao. Các vị đã từng chứng kiến được những cái lễ hành thuận trước đó, từng thấy những đôi vợ chồng trẻ sau khi tham dự những cái buổi lễ hành thuận, đời sống đứa đôi của các vị đó có thay đổi, có tiến bộ và có hạnh phúc thế nào. Và tôi tin rằng là hầu như đa phần những cái đôi vợ chồng trẻ khi được làm lễ tại chùa đều có cái kỹ năng sống cho một tương lai rất là tốt. Các vị có thừa khả năng để tổ chức ở bất cứ một nơi nào trong xã hội, từ những cái nơi mà sang trọng nhất hay là những nơi mà thường khi chúng ta tổ chức tại tư gia. Nhưng mà tôi thấy rằng cái lễ cưới hôm nay nó không phản ánh được cho cái nghĩa của chữ lễ. Mà cái lễ cưới hôm nay tôi phải nói rằng chúng ta gọi là chữ tiệc cưới nó đúng hơn. Các vị nên nhớ, hôn nhân là một việc trọng đại của một đời người. Đối với nền văn hóa của Việt Nam, đổ vỡ gia đình là một điều sỉ nhục, là một điều đau đớn, là một điều mà gọi là ngày xưa người ta rất là kỵ. Có nhiều cô dâu, những người làm vợ phải chịu nhiều sự đau khổ, kiềm chế nhiều thứ để gì? Để bảo vệ cái vỏ về một gia đình, để tránh đi sự đàm tiếu và tránh đi cái sự mà mặc cảm và cái sự mà gọi là chê cười của hàng xóm dành cho mình hay gia đình mình. Đây là một cái truyền thống văn hóa từ Việt, cho nên là đám cưới hôn nhân của một đời người vô cùng quan trọng. Nó là một cái lễ vô cùng quan trọng cho một dòng đời. Đời người chúng ta có nhiều lễ, nhưng mà hôn nhân là một trong những cái quan trọng, cho nên người ta mới gọi đó là đạo. Cái đạo trong đó là đạo vợ chồng. Các vị nhớ, cái gì khi gọi là chữ đạo, nó không bình thường. Tại chúng ta tiếp nhận văn hóa đôi chiều trong xã hội hôm nay, nhất là chúng ta tiếp nhận cái văn hóa của phương Tây. Chúng ta thấy hai vợ chồng như thay áo và đời sống tình dục một cách bừa bãi, và chúng ta xem nó là cái chuyện bình thường. Dĩ nhiên, luật pháp họ không can thiệp sâu, nhưng con người chúng ta đơn giản như thế thì chúng ta là ai? Tất cả những cái giá trị đạo đức và văn hóa Việt Nam khi đưa lên không đơn giản là vì đất nước chúng ta chậm phát triển. Đừng xem thường những cái chúng ta vốn có, những thế giới văn minh chưa chắc họ có. Mỹ là một trong những đất nước mà gọi là văn minh, nhưng mà văn khoa học hiện đại, nước Mỹ chưa bao giờ tự hào về lịch sử dân tộc, vì họ không có lịch sử dân tộc. Họ chỉ là một hiệu hiệp, hiệp chủng quốc để tự hình thành lên một cái thế giới nói chung là tạp chủng mà họ điều tiết được như vậy, và họ tự hào về một thế giới của họ, mình không phủ nhận. Nhưng nên nhớ rằng các giá trị văn hóa truyền thống là Mỹ không có. Cho nên họ phải là những đất nước chúng ta cái vốn có và chúng ta cho là văn hiến mấy ngàn năm. Nó đã hình thành lên các cái giá trị đạo, trong đó có đạo ông bà, cha mẹ, đạo thầy trò, đạo vợ chồng. Cái gì đã là cái đạo, nó trở thành thiêng liêng và có những cái bắt buộc, nó phải có những tiêu chuẩn để gọi là đạo. Còn nếu chúng ta sống tạp nhạc một cách là hỗn độn, bày đàn và trong để thỏa mãn như một nhu cầu giới tính,
thì con người chúng ta tầm thường thấp kém. Hãy nói như vậy. Cái điều đó đều nhu cầu cho mỗi con người, nhưng mà người ta cái nhu cầu khác biệt nhau, ở chỗ là một người có đạo đức, có lý trí, họ có nhu cầu khác với một con người sống tạp nhạp bừa bãi. Đây là điều khác biệt. Cho nên tôi nói rằng nếu con người chúng ta không có đạo đức, văn hóa, lễ nghĩa, chúng ta là một thứ thú vật ở cấp cao, mang nghĩa là một con người. Tôi dám nói cái này công khai trước quần chúng và thế giới, thì tôi phải là tôi nói trong một cái đám cưới đơn giản, nhỏ gọn trong cái đời sống gia đình thế này. Tôi đã từng nói biết bao nhiêu rồi. Nếu chúng ta không có các giá trị đó và một cái dự cảm mỏng xem thường và bước đi, thì người đó là ai? Người đó chỉ là sống lẫn trong thế giới loài người. Họ lợi dụng những người có đạo đức để họ tồn tại một cách bừa bãi, chứ thật ra không có những người đạo đức để gìn giữ các gì mỗi giá trị nhân văn, thì bản thân họ cũng tiêu, chứ đừng nói họ còn. Giống những đứa con hư sống lẫn trong gia đình nghiêm túc vậy đó. Mãi được gia đình nó nghiêm túc để nó tồn tại, chứ phải nó sống bằng cách tương đối và bậy bạ mà nó được tồn tại. Nên nhớ kỹ là như vậy, phải suy nghĩ cho đúng cái chỗ này. Cho nên cái đám cưới hôm nay tôi thấy nó phản ánh cái nghĩa của đám, của tiệc hơn là lễ. Vì sao vậy? Nếu là cái lễ, chúng ta phải quan trọng cô dâu chú rể. Và cái lễ chúng ta phải có làm cái gì để sau một cái lễ cưới này cô dâu chú rể có một đời sống coi như là vợ chồng tốt hơn, ý nghĩa hơn và có trách nhiệm đạo lý hơn. Còn nếu mà sau một cái buổi lễ gì đó chúng ta làm mà chúng ta chỉ càm ràm và chúng ta chỉ cảm thấy rằng lỗ lời và chúng ta chỉ đặt các vấn đề quan trọng của khách quan và chúng ta không hiểu ý nghĩa được làm này để cho một hồi sự hợp thức quá, thiên hạ có vợ có chồng họ làm lễ cưới, ta có vợ có chồng cũng làm lễ cưới, rồi thiên hạ trao nhẫn cưới, ta cũng trao nhẫn cưới, họ trao nhẫn để làm gì đâu biết đâu, tiêu rồi. Cho nên hôm nay chúng ta chỉ là tiệc cưới thôi, chúng ta quan trọng về ăn cái gì, nhà hàng nào, rước dâu phải loại xe nào, rồi thế nào sau khi cưới rồi phải đi chơi ở nghỉ mát trần trăng mật gì, nước nào dùng nào, tất cả những cái đó là cái phụ. Mà chúng ta đem trở thành cái quan trọng, cái chính cho hôn nhân là các vị đã đem hạnh phúc của các vị đã bước xuống sông rồi. Các vị không thể hạnh phúc một chiếc xe rước dâu, các vị không phải hạnh phúc từ những cái đồng tiền người ta đi cho các vị là tặng quà, các vị cũng không phải hạnh phúc là nhà hàng nào để đãi cho mọi người. Cái giá trị hạnh phúc của một đôi vợ chồng trẻ nó lớn và nó đánh đổi lên tất cả những thứ đó. Những thứ không quan trọng để xây dựng hạnh phúc thì người ta đề cao, còn những cái cần thiết để xây dựng cho một đôi vợ chồng trẻ người ta lại làm lu mờ, và thậm chí người ta cũng không quan tâm và không để ý đến nó, thì làm sao hạnh phúc hôn nhân hôm nay có hạnh phúc được? Tại sao hôm nay hôn nhân chửi lộn nhau trên mạng y đùng? Tại sao cưới rồi chẳng bao lâu chửi lộn với nhau ra tòa ly dị, và cái số lượng người ra tòa ly dị hôm nay cao gấp 100 lần ngày xưa? Vì sao vậy? Sống văn minh quá mà tại sao những điều đó như thế? Vợ chồng hôm nay ai chắc chắn rằng sống được một cái đôi vợ chồng đi đến 100 năm hạnh phúc, cho dù có sóng gió mà vẫn đi đến trọn cuộc đời được bao nhiêu đôi vợ chồng, các địa chỉ tôi coi về mặt số lượng tỷ lệ được 50% trong xã hội hôm nay không? Không chắc. Hầu như các gia đình chúng ta chỉ che đậy bằng cái hình thức nào đó, còn bên trong chúng ta là sự lũng đoạn của mỗi gia đình, của mỗi đôi vợ chồng, sự gian dối, lừa đảo, ngoại tình dẫy đầy ở trong tất cả các cuộc sống xã hội, khiến chúng ta quá nhiều cơ hội. Ngày xưa muốn hẹn gặp một người dễ lắm sao, bây giờ nó chỉ cắt chát, chỉ nhắn tin, nó điện thoại vậy, ai biết nó hẹn tới cỡ nào ai hiểu. Cơ hội gặp nhau quá nhiều, ngày xưa phụ nữ là quê luôn bất sức, bây giờ nó đi làm chỗ nào cũng có phụ nữ, cũng có đàn bà, cũng có đàn ông. Chuyện đó để bảo vệ một gia đình ngày hôm nay đâu dễ như nào. Vậy mà chúng ta còn xem nhẹ các giá trị đạo đức thì làm sao chúng ta giữ được một gia đình? Tôi bảo đảm. Và chúng ta phải cưới để chơi, cho thỏa mãn, cho cái gì đó, cho cái sự mà gọi là bị tác động bởi cái nhu cầu của chúng ta gì đó, thu hút về một con người để chúng ta cưới nhau. Chúng ta tầm thường quá vậy. Chúng ta cưới nhau là cả một đạo lý, đối với người Việt là cả một đạo lý mà. Cho nên đạo lý này nó không có trong lòng thì làm sao bảo vệ được mỗi một gia đình có hạnh phúc và đúng nghĩa. Đây là điều mà tôi cân nhắc không biết bao nhiêu điều.
Cho nên một gia đình đến với chùa và làm lễ, tôi rất là mừng. Tôi mừng không phải tôi được cái gì, các vị làm lễ chùa tôi được cái gì. Tôi mừng ở chỗ là một người ý thức được cái điều quan trọng cho đời phóng lứa đâu như thế nào đối với Phật Pháp, và nhất là trong đây các vị có quy y, có pháp danh trong này. Tôi mừng là gì vậy? Nếu các vị không hơn một đôi vợ chồng bình thường thì không có lý nào các vị không có được. Nếu các vị sống đúng nghĩa một người Phật tử theo lời Phật dạy, khi các vị đã kết hôn, các vị đã đi một giai đoạn mới. Cái này là lời này tôi chia sẻ một cách chân thành, thì không chơi chủ đề ăn chơi be bé cái gì đó, cái chuyện đó cũng quá khứ. Trước nay 25 năm đó, muốn làm gì làm, muốn đi chơi bời đi gì đó, đi ngoại tình, đi chia sẻ, đi gì đó, làm gì đó, tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi kết hôn là khác. Khi kết hôn thì tất cả mọi thứ phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Ta là một người chồng, một người cha, phải là như vậy. Còn trước kia ta là thằng ăn chơi. Hai cái này khác nhau. Thầy nói chú rể hiểu không? Khi cưới một người đầy trách nhiệm, yêu thương và lương tâm, chẳng phải cưới để làm bình phong, để che đậy, để cái gì đó, hay là để thế những cái suy nghĩ tầm thường và thấp kém khác. Giờ này các vị cũng sẽ trở thành cha mẹ, như cha mẹ của các vị đang làm bây giờ. Đối với các vị, đây là cả một vấn đề. Dù 25 tuổi, dù 20 tuổi mà kết hôn cũng là người lớn rồi. Lúc đó không nói tôi còn trẻ. Luật pháp ở xã hội về luật hôn nhân gia đình cho phép cô dâu chú rể là người con gái và con trai kết hôn ở độ tuổi nào? Cô dâu, con gái. Cô chú rể 20. Sự thật cái độ tuổi này rất là tội nghiệp của đứa kết hôn. Cơ bản nhất kết hôn đó chỉ là nó hoàn thiện về mặt cơ thể học thôi. Còn hầu như tất cả mọi thứ trong cuộc đời thiếu gần như 100%. Kinh nghiệm sống, cố sống, lý trí, tư tưởng, tất cả mọi thứ thiếu lắm. Cho nên tôi làm cái lễ cưới nào cái đôi vợ chồng trẻ mà 20, trong lòng tôi rất là âu lo, không có niềm tin. Tôi giảng cho lứa tuổi 20 cưới nhau khác, tôi giảng cho lứa tuổi 25 kết hôn khác, tôi giảng cho lứa tuổi 30, 40 kết hôn khác. Ít nhất cũng 25 tuổi trở lên khi tôi làm lễ hạn tuổi, tôi mới cảm thấy có một chút nào có niềm tin. Còn dưới hơn nữa, sự thật rằng tôi rất là băn khoăn, vì đâu có dính dáng gì đến tôi. Nhưng mà tôi băn khoăn làm sao người ta có thể hoàn thiện được và có thể đi những con đường phía trước quá nhiều trong gia đình đó với độ tuổi như thế này. Đó là điều mà tôi nói thật lòng với các vị trẻ. Cho nên ở đây, khi chúng ta đã kết hôn, chúng ta bây giờ đã là người lớn. Quá khứ là quan trọng. Quá khứ ăn nhậu chơi bời bé bé gì đó không quan trọng. Quá khứ bài bạc đều đồng gà chó gì đó kể là không quan trọng. Nhưng kể từ hôm nay nó quan trọng. Hôm nay là một trang sử của cuộc đời đó con. Hôm nay là lần qua trang của cuộc đời đó. Bây giờ con chuẩn bị là đang là gì? Dòng đang là con là gì? Nhưng mà rồi sao? Sau này con là gì? Con là gì? Đâu đơn giản hai chữ cha mẹ. Cho nên kể từ bây giờ, sự nghiệp, đạo lý, trách nhiệm của con là mới quan trọng. Game, bóng đá, cờ bạc, ăn chơi gì đó, thứ đó là thứ trước đó rồi, không phải thứ ngày hôm nay. Nó không phải là tài sản của con nữa. Tài sản và sự nghiệp hôm nay, tài sản lớn nhất của con đang là gì? Giỏi quá vậy, hay cho nó tràn hoa tay. Nó tưởng nó nói già chứ, hỏi lừa nó thôi, tưởng nó nói già hết hồn luôn á. Hay con cũng là sống rất là có cái tâm. Thầy hỏi cắt cớ và bất ngờ một cái cách là thầy đánh lừa xung quanh cho thầy hỏi con vẫn trả lời được con đó. Thầy rất là quan tâm con, tức là trong lòng con có người bạn đời, trong lòng con có người bạn đời. Tài sản lớn nhất của con hôm nay đang là đó là vợ, và tài sản lớn nhất của một người vợ hôm nay là con. Cái này quyết định trước tất cả. Người ta cả một cuộc đời người ta gửi gắm cho con không đơn giản. Cha mẹ người ta nuôi con mấy mười mấy 20 tuổi, người ta cưng như thứ gì, cuối cùng mình lại trưng dụng một cách như thế nào để cho đúng nghĩa của người làm chồng, có trách nhiệm với người vợ. Và ngược lại con cũng vậy,
khi đã ưng thuận một người không đơn giản, đã gửi gắm trọn một cuộc đời cho người đó, phải sống như thế nào về đạo lý, về trách nhiệm cho còn lại đối với gia đình. Thứ nhất, phải làm sao cho gia đình hòa thuận hạnh phúc và biết xây dựng kinh tế gia đình trở thành những con người gương mẫu để có thể là chịu trách nhiệm về thế hệ tương lai. Không cần bào chữa gì với bên cha bên mẹ của bên vợ, cũng không cần bào chữa cái gì với bên cha bên mẹ của bên chồng, không cần. Điều quan trọng hai người phải tự thân chứng minh cho bằng bào chữa. Không cần nói con sẽ làm cho vợ con như thế này để gia đình rạng mạnh nở mãi, cô ấy cần nói lần nếu cần. Điều quan trọng con có thực sự để làm cho cha mẹ đôi bên rạng mặt nở mãi không, đó là điều bằng hành động chứ không phải là bằng lời nói. Bằng lời nói hôm nay xạo rất là nhiều, xảo trá lừa dối rất là nhiều, phải chứng minh bằng hành động là cái thiết thực nhất. Kẻ nào ít nói mà làm nhiều, kẻ đó mới có thể là có thực để chứng minh. Chứ còn nhiều đôi vợ chồng gặp thầy hứa hết lần này hứa cái khác, nói thuộc gì nó họ hứa mà cho nên mãi mãi nó hứa mà giờ nó vẫn khổ đau, chồng nó vẫn khổ đau, gia đình vẫn khổ đau. Cái điều này không chứng minh được cái gì cả. Cho nên hôm nay khi mà thầy nói cái điều này cho các vị, đó là một lời dặn dò. Lời này thầy cũng tìm được ở trong tất cả các tiệc cưới, trong các tiệc cưới ta đưa vào thời cho mình là cha chú là anh chị là bạn bè chúc trăm năm hạnh phúc. Còn hạnh phúc hay công việc của thầy với mày đâu có nhau, có phải không? Người ta cầm chúc trăm năm hạnh phúc một cách vô hồn, một cách trọng tét, còn hạnh phúc hay không là chuyện của hai đứa. Sau này cưới nhau ba ngày đập lộn nhau ba tòa chuyện của hai đứa. Tao đến tao dự tiệc uống chung rượu chúc mày bao thơ xong rồi còn gì là lễ. Thầy nói không có nghĩa lễ là vậy đó. Cái đó nó thuộc về tiền mà, cũng chén cũng ly không mà rồi đập bàn đập ghế rồi lên hát nhảy đâu không đó. Cái đó nó đâu có lệ gì đâu, nó là tiền nó vui mừng cái gì đó mà không có một ý nghĩa cho cái đời sống đứa đâu, mà chỉ là cái sự mà gọi là giao tế đãi bôi thôi vì mặt xã hội. Cho nên không có một cái ý gì để xây dựng một đôi vợ chồng trẻ trong đó hết. Cho nên tại sao thầy khuyến khích rất nhiều đôi vợ chồng trẻ nên làm lễ hành thuận trong chùa, thật sự thầy mệt lắm. Có khi những khi làm cuộc lễ 2 tiếng đồng hồ cho buổi xong. Nhưng mà tại sao thầy khuyến khích? Thầy thấy giới trẻ hôm nay sống bừa bãi, về đạo lý, đạo đức, trách nhiệm trong hôn nhân kém cỏi. Cái tệ nạn ly hôn ngày càng quá nhiều. Cái sự lừa dối trong tình yêu quá nhiều. Cho nên không thể nào giấy mà có được lừa. Con người hôm nay xã hội dùng xe ăn mặc sang để cắt xáo bên ngoài để che đậy một cái nỗi niềm, một lỗ hổng, một cái sự tệ bạc ở bên trong, làm sao có thể cải thiện được. Cho nên thầy không cần cái gì cả. Đám cưới cần nhất là đôi vợ chồng phải sống như thế nào. Những bài kinh mà thầy dạy về cái lễ hội hằng thuận như là bài kinh bảy lời vợ nè, là các nguyên tắc đạo đức của người cư sĩ Phật tử nè, hay là những cái bài kinh Thiết Ca La Hiệp là những bài kinh dành cho đôi vợ chồng trẻ. Rất là nhiều thầy giảng riết rồi, bây giờ là thầy không muốn giảng lại, là nó quá rồi, nó cũng vậy thôi. Nhưng mà thầy muốn gửi gắm, thầy muốn gửi gắm thật sự, đừng so sánh với đôi vợ chồng khác. Làm sao liệu cơm gắp mắm và ý thức được mình là ai và mình cần phải làm gì. Cái vợ chồng thằng đó nó là chuyện của thằng đó, vợ chồng con đó là chuyện của con đó. Không vì bất cứ lý do nào của xã hội chúng ta biến mình trở thành một cái người mà cũng phải như vậy. Ta làm bất cứ điều gì để ta có hạnh phúc cho chính gia đình chúng ta và cha mẹ đôi bên, xong nghĩa đó là nghĩa đầu tiên cái đã. Nhưng mà cái gì làm cho các vị có một cái gì mới để các vị có suy nghĩ đó? Đôi khi các vị muốn như vậy mà không biết được làm, thầy phải nói là như vậy. Cho nên trong bài kinh bảy lời vợ, đây là bảy tiêu chuẩn cơ bản mà Đức Phật nêu ra từ thời cổ đại đã dạy cho những người làm vợ làm chồng có trách nhiệm. Đức Phật khuyên có ba loại vợ và chồng nên từ bỏ, đó là vợ chồng như kẻ cướp, vợ chồng như kẻ sát nhân, vợ chồng như kẻ trộm, vợ chồng như chủ nhân, là ba loại vợ chồng để nên từ bỏ.
Đức Phật khuyến khích bốn loại vợ chồng sao? Vợ chồng với cha mẹ, vợ chồng với anh trai em gái, vợ chồng với bạn và vợ chồng với người hầu. Đây là bốn loại vợ chồng được Phật khuyến khích. Ba loại vợ chồng kẻ sát nhân, kẻ trộm như chủ nhân là cái gì? Là mình đã thương hoặc là mình có thể dẫn đến chết người trong cái mối quan hệ vợ chồng. Cái này là Đức Phật nên tuyệt đối từ bỏ. Suốt cuộc đời chú rể không xài cái này, không xài cái này thì cô dâu được không? Giờ ngược lại cô dâu thì chắc là không thể nào, cô dâu không đủ sức để làm được rồi. Nhưng mà thầy cũng tin như vậy. Cái đó gọi là gì? Đã thương nhau đến chết hoặc là tổn thương hoặc tàn phế một con người lúc mình thiếu kiểm soát về bản thân. Vậy thì ở đây là gọi là vợ chồng như kẻ sát nhân. Hai là vợ chồng như kẻ trộm, là một trong hai lợi dụng danh nghĩa vợ chồng để lừa tiền, xài một cách phi pháp, giống như chú rể thì mèo đồng gà chó, hay là cô dâu là bài bạc rượu chè hoặc là trai gái. Những cái này là lừa đảo trong đời sống hôn nhân. Cái đó gọi là như kẻ trộm. Thầy chỉ nói tắt thôi, không nhiều, các vị nghe nhiều đã hiểu rồi. Và cuối cùng như chủ nhân là gì? Quan niệm về chồng chúa vợ tôi, quan niệm về độc tài trong suy nghĩ. Không tốt chồng như bạn đời, độc tài, thằng vợ tao ngu lắm, hay là chồng cũng ngu lắm, thế tao tứ tức được đuổi thế. Đó là độc tài, là cái kẻ mà gọi là chồng chúa vợ tôi, hay là người chúa chồng tôi. Hai cái đầu tụi con nên nhớ, vẫn tốt hơn một cái đầu. Dầu con vợ mình có ngu cách mấy, mình góp ý vẫn tốt hơn là cái đầu mình đầu lắm. Không, thầy nói thật. Và dầu thằng chồng có ngu cách mấy, mà có góp ý của nó cũng tốt hơn là đầu con đầu lắm. Nên nhớ là như thế. Cho nên đã chấp nhận nó là vợ mình rồi, chứ nó phải là người ở là ở, thì không có một lý do để kiếm tôn trọng như vậy. Và ngược lại, nó là chồng, chứ đâu phải là người phụ tá cho con, cũng không có lý do như vậy. Cái này không biến mình trở thành kẻ độc tài trong quyết định tất cả các việc. Và cũng không mang cái nghĩa là vợ mình hay chồng mình kém cỏi và mình khinh thị đến độ là như chúa bà tôi. Cái này thời kỳ phong kiến đã qua rồi. Tôn trọng một người bạn đời là điều vô cùng tốt. Bởi vì thiếu tôn trọng là một điều làm tổn thương và sỉ nhục một người bạn đời về mặt tâm lý của mình. Nhưng mà rất là nhiều trường hợp sai đấy. Cho nên đôi khi mình nghĩ mình có tiền, mình nghĩ mình cái gì đó, đấy mình xem thường người bạn đời. Ủa mà xem thường cưới gì vậy? Cưới rồi đi xem thường ta. Ủa biết nó ngu quá từ ban đầu thôi đừng cưới. Hay là cưới rồi mới biết ngu. Hả? Cái này là điều rất là cho nên cái đôi vợ chồng thầy già lúc nào cũng vậy, khi đã quyết định kết hôn thì phải yêu những cái dở, cái xấu, cái tệ của một người bạn đời thì hãy cưới nhau. Đừng thấy cô dâu đẹp quá cưới cái giỏ đâu, cũng đừng thấy chú rể nào nhỏ bên ngoài đẹp quá gì đó, đừng xinh lịch gì mà cưới cái giỏ đâu. Không phải, đã chấp nhận cưới một người bạn đời là chồng là vợ thì yêu cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Nên nhớ đây là điều mà thầy dạy. Nếu con không yêu được cái tiêu cực, làm sao con có thể ở đời, ăn đời, ở kiếp cho một người bạn đời? Nếu để gọi là yêu cái mặt tích cực thì sự thật rằng khỏi cần con yêu, thiếu gì người ta yêu. Con khép cửa lại để tránh ồn bên ngoài. Nên nhớ vậy, con phải hiểu vợ mình hai mặt. Tích cực nhưng mà cũng có cái tiêu cực, đó là cái tốt và cái xấu. Và vì con này vợ cũng phải thừa nhận chồng nó có cái tốt, cái xấu. Nó xấu gì thì về tự biết. Nhưng yêu một con người là phải yêu như thế. Phải yêu và cảm thông luôn cả mặt đó thì mới là một người vợ chồng. Đừng nghĩ nó cái gì cũng hoàn hảo, nó đâu phải thánh đâu hoàn hảo. Con phải thánh đâu. Thánh thì cứ vợ đi. Thánh tao đi cứ vợ đúng không? Con là người bình thường. Và con cũng vậy đúng không? Hả? Con là tiên hay là người hờ người thường, chứ không phải như bà tiên đâu. Sự thật rằng để chỉ gì? Tất cả chúng ta đều có những cái mặt giới hạn của nó. Vì vậy yêu một người nhưng mà mặt giới hạn không phải yêu. Yêu là gì? Không phải dung túng cái đó, mà để cảm thông và tìm cách để giúp người đó vượt qua hoặc là khắc phục. Cho phải chà đạp sỉ nhục. Ba cứ tưởng ông là đây, ai ngờ ông vậy. Làm vợ của nó tôi luôn đó. Và chồng nó cứ tưởng bà là vậy, em là vậy, ai vợ vậy, em vậy. Làm chồng nó cũng muốn. Nếu nói vậy là mày là muốn trước. Mày không tìm ra được cái gì vậy trước đó. Thì nói vậy con hiểu. Sỉ nhục người ta là sỉ nhục mình.
Cho nên không có nói là vậy, mà bây giờ nếu chồng mình có vậy mình phải làm sao, vợ mình có vậy mình phải làm sao, đó là vợ con chồng con không có đạo lý. Cho nên là ông ta sao vậy vậy, hay là bà ta sao vậy vậy, nói tầm thường như mấy thằng rẻ tiền bên ngoài vậy. Một đôi vợ chồng có học tu có đạo đức không nói câu rẻ tiền vậy, em phải biết vậy. Sao phải biết, ta cưới nhau nói chuyện câu vô trách nhiệm vậy. Năm có như vậy, bây giờ như vậy em phải làm gì, và bây giờ như vậy anh phải làm gì, chứ không phải là phải biết. Còn nói câu ngu, câu đó dùng về và ghét cõi, nói như một thằng ngu ở ngoài đi cưới bừa nó biết gì vậy đó. Cái câu đó vô tình là mình là tự sỉ nhục mình, nhưng mà mình nói để cho hạ mặt bỏ mặt nó ghét nó mới nói câu đó. Rồi hai nữa là thách nhau, phải ly dị, ly dị đi. Đây là cũng câu ngu nhất trong cuộc đời, thằng khùng nào nó không ly dị. Nếu đã gọi là ly dị là con đường cùng của tình yêu thì nói chuyện cái câu đó nói như một đường cùng thì mình là thằng khùng, mình là thằng điên, là kẻ cặn vợ, không có đem ly dị ra để thách thức. Thở cái đem ly dị đi, sao nói câu gì cũng chưa từng có, nói như khùng nào không nói được. Vậy mà người ta hay cho là cái câu đó nói cái đã miệng rồi hối hận, rồi nói cho đã, rồi hối hận, rồi xin lỗi để làm gì. Con người khôn ngoan là không đem cái chuyện ly dị ra thách thức. Người khôn ngoan là chuyện đó mà mình kiên nhẫn, mình như thế nào mình giải quyết được mình mới giỏi. Chứ còn dùng câu ly dị mình cùng xử lý, cùng đầu óc, cùng kỹ năng kém cỏi, hiểu không? Cái chuyện đó là đường cùng, rồi còn gì nữa để nói, nói chi à. Cho nên làm cách nào để giải quyết vấn đề này cho tốt, mình mới thông minh, mình mới có đạo lý, mình mới có tình thương, giải quyết để được thương nhau, để được ở bên nhau, cho phải thách thức, cho thỏa mãn những cái tức giận, hay là những cái gọi là cái tấm riêng của mình. Nó là những cái này. Đây là những điều mà thầy tóm tắt để nói thầy nhiều lắm, thầy nói quá hàng chục hay trăm các bài giảng cái này rồi. Nhờ tích góp lại một cái số ý để dặn cho các vị trong một buổi gió ngọt ngày hôm nay. Con có đi dự đám cưới nào nghe ta nói với thầy không? Đâu ai nói cùng chuyện thầy, đúng không? Người ta dự, người ta uống một miếng rượu với con về cho nó khỏe. Thôi nào ngồi nó nói như thế này, thầy nói thẳng với con là như vậy. Chứ vậy, tại vì thầy thật sự nói sáng giờ thầy tự nhiên thầy có cái xúc động của người hai đứa, là thầy không thực hiện được một cái lễ hoàn hảo cho con, thầy cảm thấy thầy thiếu. Cho nên bây giờ thầy phải mà mỏi cặp thầy buồn đắp, thầy phải moi tất cả những gì tinh hoa nhất thầy nói. Sáng ngày thầy bê qua bê là tự nhiên thầy thấy trong lòng thầy có lỗi. Thầy không làm ai vậy, lần đầu tiên đối với hai vợ chồng rồi. Cho nên thầy phải đi kiếm cái cặp này để hồi thầy tặng nó này. Nó lại gọi là buồn đắp. Đó là những cái mà thầy muốn dạy vậy. Cho nên là trong hôn nhân người ta chỉ khuyến khích bốn loại vợ và chồng còn lại. Vợ chồng như cha mẹ, lấy gì? Lấy đức hy sinh của cha mẹ để sống cho vợ chồng. Tức là hai đứa là vợ chồng bây giờ là phải sống hy sinh cho nhau như cha mẹ hy sinh cho đời. Bởi vì trên cuộc đời không thấy ai hy sinh cho tụi con bằng cha mẹ. Ai cha mẹ có cứu rễ đâu. À vậy hả? Còn mẹ ra hả? Ai cha mẹ của cô dâu? Ờ vậy hả? Cũng mà còn mẹ thôi hả? Dạ, có cha mẹ, có cha mẹ. Ờ vậy hả? Cũng là con nhiều, không có đi. Phải có ổng ở đây, thầy nói câu giọng thấp. Không có. Và sự thật là lấy cái đức đó mà Đức Phật dạy cho đôi vợ chồng trẻ. Thầy nói tắt thôi. Vợ chồng như anh trai và em gái, anh trai em gái mang cái nghĩa quan hệ huyết thống. Nhưng mà khi đã là vợ chồng của nhau thì cái nghĩa của đạo lý Việt Nam là chị ngã tiền em xô ở năng hả? Ờ ta lấy cái nghĩa đó vậy thôi, tức là bảo vệ cho nhau như là em ruột thịt trong một cái gia đình. Nhưng mà thầy, tôi nói thật với các vị, đời sống kim tiền nó đã phá vỡ hết các mối quan hệ rồi. Tôi thấy anh em vợ chồng hôm nay ra tòa thương bắt đầu nhau vì đất, vì tiền, vì nhà, vì nội tính. Tôi thấy thật đạo lý Việt Nam tan nát hết bởi những thời kim tiền. Đây là điều rất là đáng buồn. Cái đạo lý Việt Nam là vậy đó. Anh em trong một gia đình là bảo vệ sống chết nhau.
Người chị có thể hy sinh cả đời cho các em bước qua để nên danh nên phận. Có những người chị không lập gia đình cũng vì một điều đó. Có những người anh phải bỏ qua tất cả mọi thứ vì nhiều em mình. Những người em thành đạt rồi biết bảo vệ yêu thương những người thế hệ trước, mà là xã hội hôm nay là không có những điều mà yêu nhiều như vậy rất buồn. Nếu mất đi những cái này, đạo lý con người không còn, thật sự cuộc sống không còn gì ý nghĩa nữa cả. Tôi nói thẳng với các vị như vậy. Tôi là người có gì tôi thấy các vị đang không có hạnh phúc. Có thể ở một cái nhà cao, có thể có những nhu cầu vật chất, nhưng mà hạnh phúc thì thật là không. Một trong ngôi nhà chứa đầy thù hận, oan trái và khổ đau. Ngày xưa chúng ta nằm ở bẹp ở dưới một cái nhà dù gỗ, xin lỗi, cái nhà nền đất, hay là một cái dạc bình thường, mỗi thứ chúng ta phải ngủ một giấc ngon lành. Hôm nay máy lặn giường miệng cả chai tắt thế này mà lặn lộn hoài không ngủ được, lo sợ buồn tủi tất cả mọi thứ. Tại sao? Tại con người chúng ta nó bất đạo điên thì nó là như vậy. Hãy tự đài đọa mình. Chúng ta tưởng tâm chúng ta hưởng thụ, nhưng chúng ta không có hưởng thụ. Chúng ta đang đài đọa để sống từng ngày trong cái hưởng thụ. Cái giường chủ yếu để chúng ta có một giấc ngủ yên, nhưng mà bây giờ quá đầy đủ thì kia mà ngủ không yên thì cái đó đâu còn là hưởng thụ. Hưởng thụ là để có một giấc yên chứ. Tại sao có đủ thứ mà không yên? Đây là các vị để ý vậy. Cho nên là cái nghĩa đạo lý là vậy. Sống như vợ chồng, như anh trai và em gái, tức là bảo bọc nhau bằng mọi nhà. Nhất là thời kỳ công nghệ thông tin, nó có thể nhắn vào máy con những cái tin rất là lu bu bậy bạ để nó tố vợ con. Thậm chí nó có thể nhắn vào tin máy con để nó có thể tố chồng con. Và nó có nhiều thứ, và thời công nghệ nó có thể phá nát một cái gia đình chỉ cần tin nhắn. Nên nhớ gì? Bằng mọi giá phải hiểu và bảo vệ nhau trong mọi vấn đề. Thầy hay đề cao cái cách mà gọi là xử trí của bà Bill Clinton để bảo vệ chồng trong giai đoạn mà sóng gió của chồng làm tổng thống. Thầy ta tôn trọng là bà Bill Clinton đã có một sự ứng xử để người ta cảm thấy là bà là một người đàn bà vĩ đại trên thế giới. Người ta tố giác chồng là ngoại tình, một nhân viên làm trong nhà chồng. Việc đã sóng gió để tổn thương đến danh dự của chồng, và bà cũng có thể, bà có thể chết ngạt với một thông tin như vậy. Nhưng không, bà trở thành người cùng đứng ra minh chứng và can đảm mọi việc có không để tự bà giải quyết đó. Thầy đem ra những cái hình ảnh đó để con thấy những con người gọi là có cái đầu óc không sống tầm thường theo xu hướng của dư luận. Phải biết cách mọi thứ để bảo vệ danh dự và mọi thứ uy tín trong một đời sống danh. Mấy chuyện này đúng ra thầy không có thọt vào sâu, nhưng thầy vẫn nói thêm để cho con có ý tưởng. Từ bây giờ con không có ý tưởng mai này thì sao? Gặp chuyện đúng túc không biết được ứng xử. Mà buộc lòng thầy lại nói đúng ra mấy cái việc này thầy nói chi cho bắt công nó dính giá đấy. Cái kế nữa là gì? Là vợ chồng như bạn. Ta tại sao ta lấy cái nghĩa vợ chồng như bạn? Nó phải nhạt nhẽo, không phải là như vậy. Bạn là lấy cái nghĩa lúc nào cũng niềm nở, cũng niềm nở với nhau. Dù cưới rồi có cũ cũng vẫn niềm nở với thời gian nào. Cái đó là như này. Đa phần mới cưới thì mới, nhưng mà sau này chừng năm mà bắt đầu cưới rồi đó. Thì cái mà Đức Phật dạy ở đây quá tuyệt vời ở chỗ là hãy nhìn một người bạn đời của mình lúc nào cũng mới. Và tự thân của mình cũng phải biết làm mới. Con cũng vậy. Mai này con có con, có gì đó, con cũng phải biết làm mới chính mình. Chứ phải là có con mà mày hay lè xe, lò xò phải hết. Sao phải như vậy? Chú rể cũng vậy, dù là cha là chồng gì đó, dù thế nào thì nhận được bản thân cũng phải có một chút tôn tâm sạch sẽ mọi thứ. Chứ phải cưới được vợ rồi, ôi giờ đó là vợ rồi, đâu sao nó lè phè sống bê bếp bao nhiêu ngày không tắm rồi đó. Tự đánh mất những hạnh phúc vốn có trong tầm tay, tự làm một người bạn đời nhàm chán, và tự làm cho người ta có thể đi so sánh với người khác. Nhiều mai này Ngọc Quanh đi ra ngoài nó thấy người nào đó bảnh đạo hơn, nó suy nghĩ được gì chồng là cũng dạ dán khéo lịch thiệp gì ý vậy đó, nguy hiểm. Mấy cái này quan trọng vô cùng. Rồi con mà cũng không có dán khéo mà cũng bảo mọi thứ cho bản thân, tỷ lại bây giờ chồng là vợ ở đâu sao rồi con bê bết bản thân, thì đó đi ra nó làm việc chung với văn phòng với mấy đứa khác, đi gặp mấy đứa khác cứ gì vợ mình cũng sạch sẽ dán khéo vậy, thơm tho đến chết bà hết rồi cái con. Đó là thầy nói thật lòng. Những cái này Đức Phật dạy 2500 năm về trước,
mà thay thế nó vẫn có một giá trị thiết thực đến ngày hôm nay. Cho nên những cái nhỏ không khéo người ta kém cỏi đó, người ta sẽ phá nát cái việc lớn. Cho nên con nhớ thì đám cháy rừng nó phải xuất phát từ cái cột lửa lớn, nó xuất phát từ tảng nước lớn. Một cái vỡ đê nó phải xuất phát từ cái gì chứ, nó chỉ là một cái lỗ mồi. Như vậy vợ chồng con là đám rừng, vợ chồng con là những con đê chắc chắn như vậy. Nhưng mà nếu không cắt kỹ từng cái lỗ mồi là một tàn thuốc thì nó sẽ có khả năng nó vỡ đê và nó cháy. Những cái này tự khôn khéo mà sống lấy cái công việc. Mai này ai dạy từ ly từ tí, thầy mà ngồi đây thầy dạy như thế này còn kỹ hơn mẹ con dạy con. Hỏi bà đâu phải hỏi từ giờ giờ con dạy đó. Nhưng mà nói chơi thôi, thật sự mẹ con dạy biết bao điều, thầy chỉ là nói đại khái thôi. Làm sao có thể bằng một người mẹ bên cạnh cuộc đời con tới 25 năm. Nhưng thầy nói vui, thầy vui như thế. Rồi cuối cùng là gì? Cuối cùng như người hầu. Người hầu là tự nguyện chăm sóc nhau như một người hầu, chứ không phải là chồng chúa vợ tôi mà thành hầu, đúng không? Nhiều nên anh gì yêu em quá, anh suốt đời sẽ là người hầu cận của em. Cái này con tự nguyện làm nô lệ cho nó vì con yêu, chứ không phải nó bắt, chứ không phải nó đập con biết con sợ nó không có thể làm người hầu. Nó phải vậy, hai cái này khác nhau hoàn toàn. Cũng vậy con là vợ con cũng làm cái đó. Người hầu là con tự nguyện vì yêu chồng, vì sống có trách nhiệm với chồng. Con tự nguyện con làm người vợ cho chồng, chứ không phải là người chồng thể hiện thái độ gì của con làm. Những cái này nó trở thành cái nghĩa trong cuộc đời, nó trở thành cái gắn bó và trách nhiệm trong đạo đức. Đây là những điều vô cùng quan trọng, thầy chỉ dạy một cách tóm tắt thôi. Còn hai nữa là đây là trách nhiệm cưới của hai đứa. Đúng ra hôm nay thầy nói là thầy chỉ mời gia đình về, thầy chỉ trao nhận cưới, chú nguyện nhận cưới là xong. Nhưng mà thầy nói là thầy muốn bù đắp lại một điều cho nên thầy làm tới luôn. Là gì vậy? Thầy là không có cái gì hơn cái đó. Thầy thấy sự biểu hiện của các vị nó có cái tâm tha thiết, cho nên chính vì vậy thầy phải làm với tất cả những điều cần làm. Chứ ban đầu con nghĩ đâu thể nhiều như vậy, đúng không? Ban đầu nghĩ vô cho thầy là thơ ra gì rồi về đi. Nhưng mà hôm nay là thầy đã làm, dù nó chưa trọn vẹn như là cái kia, nhưng mà nội dung là không biết cái gì. Và thậm chí nó có tình hơn, gần gũi và có tình cảm hơn. Sự thật là một cái chiếc nhẫn cưới này đa phần người ta cưới nhau, người ta chỉ trao nhau như một cái món quà. Mình nghĩ là ai cưới nhau có gì có nhẫn cưới, mình cưới có nhẫn cưới, đúng không? Và sau đó, thầy hỏi rất nhiều cô dâu chú rể trao nhẫn cưới làm gì vậy? Nhìn chờ. Không hiểu. Thầy nói thật tình là như vậy. Cái nhẫn này là nhẫn lễ chứ không phải là quà. Quà ở chỗ nó nằm trong cái khác mọi người tặng cho tụi con. Quà nó nằm trong đồ sinh lễ của hai người. Cái đó nhiêu được 5 tỷ, 10 tỷ càng nhiều càng tốt. Còn cái này nó lễ thuộc vào cái bao nhiêu. Mà nó có cái gọi là lễ cho nên nó có quy định cụ thể. Chiếc nhẫn cưới là một cái cặp cùng một tính chất, cùng một loại, cùng một kiểu như nhau. Nó mang cái nghĩa gì? Nó mang cái nghĩa hai tụi con đi hai mà một đó. Cho nên mỗi chiếc nhẫn nó chỉ có ý nghĩa, nó chỉ có 5 phân thôi, là phân nửa của sự tròn vẹn. Và hai chiếc khác lại trở thành một chỉ, mang cái nghĩa gì? Mỗi một người là một nửa trong cuộc đời. Chú rể sống được bằng một nửa, thầy trẻ còn đâu có sống đâu. Chắc chắn không. Cô dâu trẻ con ra làm đâu sống được, ta là con sống một nửa lớn lớn vậy nên không thể sống được chứ đừng nói hết, đúng không? Nhưng mà sự thật rằng người ta muốn nói cái gì? Mỗi một người là một nửa, muốn tồn tại là phải cùng ra một nửa. Có nghĩa là anh không thể sống thiếu em và em không thể sống thiếu anh. Chúng ta đi hai mà một, cái nghĩa nó là như vậy. Và một trong hai khi bị tổn thương là tổn thương cả đôi. Cô dâu thể là hạnh phúc khi con đau khổ, tức là khi chú rể đau khổ. Và ngược lại con cũng không thể nào hạnh phúc khi vợ con đau khổ. Có khi nào vợ con đau khổ và con khoái dọn ra nhậu, con cảm ơn đời để cho nó khổ đau. Hả? Không, đâu có ai vô lương tâm
tâm hồn gì mà chó gặm như vậy không? Nhưng mà sự thật rằng có những người tồi bại như vậy, muốn hành hạ một người bạn đời đau có thể thỏa mãn cái gì đó cũng được. Thậm chí khi muốn chia tay rồi, giữ người bạn đời để hành hạ cho phải thân sơ thất sợ, phải cho đến độ đường cùng. Những người đó thật sự tâm chó gặm thật luôn mà vẫn có. Cho nên trong đời sống hôn nhân người ta nói là cái gì? Ở đây tôi có là một đôi vợ chồng là tuy hai mà một. Không thể cái tay này thì dẫn cái tay này quá cho nên lấy búa thì dẫn nát cái tay này để tay này nó sướng. Nó có sướng không? Hả? Và ngược lại nếu tay này mà dẫn tay này quá nó dẫn cái tay này nát tay là nó sướng. Nó sướng không? Sự thật đâu có sướng. Hai cái tay nó là nằm trên hai vị trí khác nhau trong cùng một cơ thể. Cho nên tay này đau đớn thì tay này cũng thế. Và tụi con cũng vậy. Con không thể dần nát bà vợ con có thể được sung sướng. Và ngược lại vợ con cũng không thể dần nát con để vợ con được sung sướng. Vì vậy bảo vệ cho nhau là bảo vệ hạnh phúc cho nhau. Đây là điều cần. Chiến thắng này đầu tiên nó mang cái nghĩa là như vậy. Thứ hai nó mang nhẫn cưới là gì? Nhẫn nó mang nghĩa là sự chịu đựng, kiên nhẫn, kiềm chế, chịu đựng những quan trái, những gì mà khó chịu, cái tốt như ý. À, cho nên là tụi con một lát trao nhau là phải tự nguyện, người này hứa với người kia. Một lát đầu tiên của chú rể trao cho con dâu, để con phải nói anh trao em chiếc nhẫn này à, để một khi mà anh có đi nhậu về anh nói chuyện lại nhảy gì đó ha à, là anh có những cái lúc mà anh làm cái chuyện gì mà khó coi nó mất nó theo như ngày thường nè, anh hãy chịu thương anh nhịn chịu để giúp anh. Và khi một cái người phụ nữ nhận cái chiếc nhẫn này rồi thì phụ nữ phải nói, em hứa em làm được này, em sẽ giúp anh vượt qua cho những chặng đó. Và ngược lại cô dâu trao cho chú rể cũng phải vậy, con không phải em gửi anh chiếc nhẫn này trao đi vậy để mai này là có những lúc mà em lại giải là nhà em không nó khó nghe mất kiểm soát gì đó mà lúc đó thấy không phải giống em nữa, không phải giống ngày thường, anh không vì thương em đã hứa, anh đã hứa rồi, em đã nhờ rồi, cho nên nó kiềm chế những gì giúp em vượt qua. À, và khi đeo vào phải hứa cái điều đó. Chúng thôi mai này gặp nhau là ông nội bà nội không khó chịu, ông nội bà nội bà là bà vợ tôi mà nấu tôi xưa như vậy, ông nấu tôi sao như vậy đấy, đấy. Ông nội bà nội leo thang hồi không gặp lộn như ra toàn nhớ vậy. Cho nên đã gửi hứa thì mai này cũng bị tự ái, mình không gửi mình mới bị tự ái. Còn bây giờ ta gửi trước rồi, còn sao là tự ái mình sai, mình thất hứa. Cho nên kiềm chế lúc đó là à, tức lắm, giận lắm, nhưng mà thấy chấp nhận rồi. À, bà là cái em yêu quý của bà. À, có tức lắm cũng phải đè xuống. Và như vậy thì một người bạn đời nhiều quá. Chứ hai người mà cả là đổi máu nhau hết thì không có cách nào. Phật cũng đến cuối con kiềm. Nên nhớ như vậy. Cho nên hai đứa phải tự mặc định nhau, thấy vợ mình quá là biết mình phải tự nhiều à, nó sai đúng chưa biết, chỉ ở ăn đời ở kiếp nhau mà 5 phút 10 phút nửa tiếng không làm vấn đề, đừng đúng sai ngay lúc này. Người ta đang nổi cơn lôi đình rồi, tác hạnh lục tạc rồi, không có đúng sai vấn đề này lúc này. Có một trong hai người ai ý thức được là người đó phải kiềm chế trước, không có nổi máu gì ở đó, không có sự chỉ nhục, không có tự ái gì hết. Tự ái chi với vợ, tự ái chi với chồng, hơn thua phải trái là ngoài kia. Còn chồng vợ sao hơn thua phải trái à, rồi sao cơn cũng sai phải trái gì mà bụi rồi đó. Xong xuôi các việc à, mày lên đầu lên cổ chửi tao đi, tất cả cũng được đấy, 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 đó. Rồi sau này mọi việc xong xuôi rồi đem ra phân cả. Em à, em như vậy là chưa đúng. Còn anh à, hồi nãy em nhường nhịn anh là chẳng như vậy là chưa đúng. Thì một trong hai người khi tỉnh lại bình tâm lại nhận ra được rồi, anh xin lỗi, còn em xin lỗi, lúc đó em không kiềm chế được. Một trong hai người phải có ứng xử khôn ngoan. Chiếc nhẫn này phải nhắc nhở các thầy như vậy, đeo vào trong tay là thầy như vậy. Một lát thì đeo tay nào, chú để tay nào, ngón nào, ngón nào cái gì, áp út, áp út lặng làm gì hả? Ờ, à, nó là ngón tình. Nếu mà nghĩ được như vậy thì đúng, như áp út cũng nghĩ vậy đó. À, có người thầy nói áp út nghĩ danh, áp út
Người ta chọn con này gì nó con cái. Ủa anh hiếp thì hỏi muốn hỏi khùng sao. Cho nên ở đây cái khó này buồn vui với xuống tình bạn cái này món tâm lý. Người ta mặc định cái thần kinh tâm lý học. Người ta biết là cái ngón này nè, nó tạo nhiều một thần kinh cảm giác. Cho nên người ta chọn ngón này để đeo cho ngày hôn lễ cũng như mặc định ngón nó ngón tình. Không giải thích thêm nữa, nhiều quá nói như để tự hiểu. Cuối cùng nữa, cái ngón này khi đeo nó là một ngón văn hóa của mỗi quốc gia, của các vấn đề của xã giao. Tại sao thầy nói như vậy? Nếu con đi vào bất cứ nơi nào con thấy đối với văn hóa thì đeo những ngón này là biết là sao? Biết họ đã có gia đình hoặc là họ đã có người phối ngẫu. Ví dụ như vợ con mà cỡ như Ngọc Oanh trẻ đẹp quá như vậy, ai biết có gia đình hay chưa? Trên tay chấp nhận không đeo gì hết thì ta có quyền chứ. Đi vô tới một cuộc lễ rồi bây giờ mình có chồng rồi, mình biết đâu ai biết, rồi sợ người khác thằng trai nó dê mình đó, rồi chồng mình nó ghen hoặc nhiều thứ. Mình cũng nói cái mình lời đó mình nói vậy nè, tôi có chồng nha nghe, mấy con trai đừng chồng tôi nghe, chồng tôi ghen lắm mà nghe. Ta đưa ra một lần là chở con vô mình gì chở qua, ta chuyển cái não của con có vấn đề gì không? Phải không? Không ai ngu như vậy, không ai khùng như vậy. Nhưng con chỉ cần đeo nhận dạng món này thì một người trong xã giao đời họ biết nó này là món lệ. Người ta đeo như vậy đã mặc định rằng là tôi đã có vợ có chồng. Người ta sẽ nói chuyện với mình có khoảng cách giữ lễ chứ không bừa bãi. Còn nếu mà mình không có đeo gì trên tay thì mình thuộc về cho thiên hạ hay rằng như thế nào, vườn hồng có lối nhưng chưa ai bắt, tự do ai cũng bảo vào tùy được thì chọn. Các bạn nghĩ vậy đó. Cho nên không đơn giản khi người xưa người ta cho chúng ta một cái nhẫn cưới, đừng nghĩ nó là chuyện bình thường, nó là cả một vấn đề về khởi điểm quan trọng, sống cả một cái ý nghĩa vợ chồng nhân văn đạo lý tất cả mọi thứ trong đơn giản. Cho nên thầy ở hôm nay đây thầy nói cách tóm tắt với gia đình để hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của lễ cưới, và mai này khi tổ chức lễ cưới thật sự cũng phải tổ chức như thế nào đủ ý nghĩa về mặt tư cách với quần chúng, nhưng mà phải đủ ý nghĩa với sự gọi là hạnh phúc của chính bản thân mình, không vì bất cứ những chuyện luôn luôn xung quanh mà quên đi ý nghĩa chính cho cái việc hôn nhân của các vị. Các vị làm cách mấy, mục đích là vì trăm năm hạnh phúc. Vậy cái gì làm cho các vị có trăm năm hạnh phúc, các vị phải bảo vệ. Những nào phá hoại sự trăm năm hạnh phúc đó thì các vị phải hạn chế. Có những cái nó không là ý nghĩa quan trọng, là trở thành cái chính hư lại hết những cái lễ cưới đó. Và đôi khi vợ chồng trẻ không có một chút tương lương để bước vào đời sống hôn nhân, sống bừa những thói quen của người bắt đầu lớn tuổi tiêu hủy tầm thường quá, không còn giá trị và ý nghĩa nữa. Những cái đó trước đó cũng làm gì làm, giờ đã bắt đầu đời sống hôn nhân là bắt đầu thay đổi, bắt đầu sống lại ra còn những người khác. Hãy tin tưởng vào cái sự làm hạnh phúc và trưởng thành của hai con. Hai đứa ở đây là Quy Đi Pháp Danh Minh Đức và Nguyệt Hà. Không biết Nguyệt Hà Quy Đi đâu? Quang đối với Nguyệt Hà là Kiểu Nguyệt á. Thì thầy nói là dù Quy Đi đâu tụi con cũng là người Phật tử. Ngoài cái đạo đức của xã hội tụi con còn đạo đức của người Phật tử tại gia. Và cái này thì tin tưởng rằng tụi con sẽ có khả năng để hoàn thiện mình và sống tốt hơn, để trở thành những đôi vợ chồng như mẫu, vừa hạnh phúc, đạo đức và thật đạo. Đây là điều mà thầy mong muốn. Đó là những cái nền tảng để chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Chứ không phải là lời lời chúc trọng tết mà em nhìn nói một cách vô trách nhiệm. Rồi, thầy tạm dừng cái buổi chia sẻ với các vị tại đây. Còn đây là... giỏi quá, hoan nghênh. Còn nói bằng cả trái tim. Trời ơi,
chồng đã chạm được trái tim con, tại sao con không chạm được trái tim chồng? Rồi thôi bây giờ chúng ta khép buổi nói chuyện này, ta sẽ sắp xếp được dự ý thì thầy cũng làm hết tất cả những gì có thể làm được. Thầy mong rằng là hai đứa không có buồn thầy trong cái công việc ngày hôm nay, thì để cho hai con mỗi đứa sau chuỗi xem những món quà tặng hai đứa cho mẹ, hai đứa đem cho nhau. Rồi thôi chúng ta khép buổi nói chuyện lại tại đây. Thầy chúc các vị có một cái lễ cưới thật sự có ý nghĩa và vui vẻ. Rồi, có thể đứng nghe nghe con. Xin nợ thế nào vẫn nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tấm đầu ngỏ lời làm nên danh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, cầm tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi, gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con, muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hẹn thế nào, anh ta khoảng chừng 30 mấy, quên lắm nhìn xem em biết ngay, chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời, tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi, giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cử đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Đầu năm hoa lá rộn rào nợ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào, vẫn nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngỏ lời làm nên danh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, đúng rồi, em cầm không tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi, thì không gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con, muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác nè bao lớn sang hèn thế nào anh, anh ta khoảng chừng 30 mấy, quên lắm nhìn xem em biết ngay, chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn khôn quá trời hả, tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi, giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người.
chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Tiêu hèn
dịu dàng. Sáng nay trời một màu xanh, em tươi cười và cùng anh trong nắng xuân mới á hoa rực rỡ rụng mềm. Là giang em đó hay nàng tiên loài thêm, em nghe xuân lời tơ vương, anh nghe em lời yêu thương. Ngày lòng mình vui lên đi em ơi, anh yêu em trọn đời. Mùa xuân là tí em bên một chén nè cô sáu cùng ly ta
tầng làng. Riêng ly này tôi chúc gái dày nhân, chúc hết làng ta đều ăn tết cái rần rần. Vô xin mời cô bán, ta cùng giải khát cứ uống mừng. Xuân sang quê mình khang trang, tưng bừng gà cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào ở quá, anh nào mà ở giá năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sống pha qua nhà mai mối cho ấm thêm cái tình già. Uống ly này ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ sao già, cùng ly với bà xôi đi cái đà. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Sang năm rồi anh cưới tiếp cái cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Xuân năm nay
câu chào hỏi cưới đâu có ai ngỏ lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ sinh. Em ơi đừng lo dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi yêu em. Anh không ngó lời em đâu dặn em rồi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau sông chơi vui xuân vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng cụ tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón Tết xuân sang. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng cụ tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoại đón Tết xuân sang. La 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 la
đẹp sống sinh nhà vui quá vui tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi lên ra mắt tay trong tay chịu nhân sinh cái duyên đôi mình cả hai họ đều tươi như hoa tận rộn ràng là bao câu ca lời ca chúc chúc cho hai người phụng trăm năm thắm duyên đồng mãi bên nhau trong con đầy cái dòng cổ ở trong mời rượu luôn.
chúng là tham gia cho con tôi. Tôi là cha đây. Bây giờ là qua cái đường lễ thì đây là ngày hạnh phúc của hai đứa trẻ. Kính thưa cô bác, trong thân bằng quyến thuộc hai họ. Thưa cô bác, theo truyền tục từ xưa đến nay, trai lớn lên cưới vợ, gái lớn lên gả chồng. Cho nên cháu Ngọc Oanh và Trọng Nghĩa qua thời gian quen nhau và tìm hiểu, hai cháu đã tâm đồng ý hợp. Cho nên hai cháu mới tiến đến việc hôn nhân. Và hai cháu có trình qua cha mẹ hai bên và hai gia đình kết thông gia với nhau và đồng tình tác hợp lương duyên cho hai cháu. Kính thưa cô bác, hai gia đình nhất trí chọn ngày hôm nay, ngày 13 tháng 1 năm 2019 nhằm ngày mùng 8 tháng 12 năm Mậu Tuất là ngày đại hỷ đại lợi, cũng là song hỷ long môn của hai họ. Cho nên họ nhà trai có mang những lễ vật và đồ trang sức cho con dâu, gồm có hai một quả trà rượu, một quả bánh và hai quả trái cây, và kèm theo đồ trang sức cho con dâu như một cái chiếc vòng cổ. Kính thưa cô bác, họ nhà trai có kèm có đi 1 triệu tiền thông dụng, nhưng mà cái tiền thông dụng này để sau này tôi sẽ trình bày với cô bác rõ. Và thưa cô bác, họ nhà gái chúng tôi về cái lễ hỏi thì có mong chầu, nhưng qua cái lễ thành hôn ngày hôm nay là gia đình nhà gái chúng tôi chế mong chầu lễ đến đây xin hết và tôi làm cái này. Sớm qua đời, cho nên con dâu tôi là chính đây hai đứa mới chung tay đau lưng tạo hạnh phúc gia đình và nuôi dưỡng con tới ngày hôm nay và tạo hạnh phúc cho con. Đây là cũng như con trong gia đình. Thank you.
Không nhận, nhưng mà số tiền này là để hoàn lại nhà trai để chung lo trong buổi tiệc. Nó không ra rồi cũng ly cái không ơi, giờ nhìn máy cho chụp tấm hình. Thưa cô bác, thân bằng quyến thuộc, họ nhà gái của chúng ta, ngày giờ đây họ nhà trai kính thỉnh và mời cô bác đến nhà gái đưa dâu đến nhà trai để làm lễ gia tiên nhà trai và sau đó là đến nhà hàng chung vui trong buổi tiệc thành hôn. Tôi xin hết. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết tay đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông 10 giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu.
rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nao lâng lâng sao xuyến đêm ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm cầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đâm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống các bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ đây gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lọng vàng lá chuối, xây tổ ấm quê ngương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu. Quý tộc nhà trai cho phép nhà gái chúng tôi có đôi lời. Thưa cô bác, qua sự tiếp và đón của quý tộc nhà trai rất chu đáo và thậm chí họ nhà gái chúng tôi lấy làm cảm kích. Thưa cô bác, qua hai cháu Ngọc Quanh và Trung Nghĩa quen nhau và tìm hiểu hai cháu phải tâm đầu ý hợp, cho nên có buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Thưa cô bác, Ngọc Quanh trước đây sống chung với gia đình con với chúng tôi, tuy gia đình có dạy và chỉ cho cháu công dung ngôn hạnh và tứ đức tâm phục, nhưng cũng còn nhiều thiếu sót, cho nên họ nhà trai chúng tôi là ông nội đứng lên để kính nhờ quý tộc nhà trai cháu tôi về làm dâu con trong gia đình, kính nhờ quý tộc chỉ dạy cho cháu để cháu biết kính trên nhường dưới để làm tròn bổn phận dâu con trong gia đình. Thưa cô bác, tại sao ngày hôm nay họ nhà gái chúng tôi mạng phép và xin phép của nhà trai để nói qua những câu nói hôm nay? Bởi vì lát nữa đây ra nhà hàng gia đình hơi chật, thời gian hơi chật hẹp, cho nên gia đình nhà gái chúng tôi không tiện nói lên. Và đây sau khi ra nhà hàng bữa tiệc, sau bữa tiệc họ nhà gái chúng tôi kính chúc họ nhà trai một năm vui khỏe và hạnh phúc, và bước sang ngày mới làm công việc mới đạt nhiều thành quả tốt đẹp. Thưa cô bác, sau buổi tiệc trong gia đình nhà gái chúng tôi có điều chi sơ xuất lời ăn tiếng nói, cũng xin quý tộc nhà trai nhận thông cảm và chấp chế. Thank you.
sao như thế này? Dạ rồi. Từng ngón
giây đó ngừng trôi mãi, và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về. Gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ, và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông xa rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em mãi không phải mơ qua ngàn sóng gió. Trở về gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ, và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em mãi không phải mơ qua ngàn sóng gió. Có biết khi xa anh trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em mãi không phải mơ qua ngàn sóng gió.
mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên, nguyện cho tình ta sẽ không phải mơ qua ngàn sóng gió. Rất là có ý nghĩa, dường như công cha cao đất như trời.
được nghĩa mẹ, lai láng đời đời như biển sông. Vân không có công lao nào to lớn bằng công lao của cha và mẹ đã nuôi nấng chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Và trong ngày hôm nay, ngày vui trọng đại nhất cuộc đời của hai bạn, không có gì đáp lại những tấm lòng bao nhiêu trời như biển đó. Thì xin hai bạn hãy bước về nơi tháp diệu tân hôn, tự tay rót những ly rượu tình, rượu nghĩa mời cho mẹ hai bên. Xin mời. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1, 2, 3 vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1, 2, 3 vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, trong đề bầu mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè. 1, 2, 3 vô. Rồi rồi, tắm nữa. 2, 3 giải rồi. Không thèm kẹo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh không thèm đi chơi
xin nghe hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì đã có em đem lại mong đợi, tô thêm vào lòng người, chán chứa mọi nguồn vui. Đến nay anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Đến nay anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Đến nay anh cũng chẳng chơi hoa, vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Tết nay anh không thèm kẹo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh không thèm đi chơi, xin nghe hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì đã có em đem lại mong đợi, tôi thêm vào lòng người, chán chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì môi em cười như chứa cả vườn xuân.